Đây là căn nhà hôm nay Trường Sơn giới thiệu với cô chú anh chị mình ha. Một trệt một lầu nè, có mái che luôn ha. Đấy, còn đây là con hẻm trước nhà ha. Hẻm rộng 2,5 m nè, sạch sẽ an ninh nè. Và con hẻm này thì một mặt là khu dân cư, một mặt là bức tường nha. Nên không gian sinh hoạt cũng rất là riêng tư nè. Ok ha, nhà cao tầng nè. Đấy, thì căn nhà có kích thước bề ngang là được 3,3 m ha, chiều dài là 10 m, tổng diện tích đất là 29 m² nha, tổng diện tích sàn là 55.1 m², nhà kết cấu một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh và một ban công. Căn nhà có hướng tây bắc. Giấy tờ pháp lý thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán cho căn nhà này chỉ có 3 tỷ và còn thương lượng trực tiếp chính chủ nha. Vị trí thì nằm trong hẻm 1 sẹt đường Lý Chiêu Hòa, phường 10, quận 6 nhé. Cuối nhà chúng ta có một khoảng hự này. Ok ha. Đấy, hiện tại thì nhà đang trống nhé, sẵn sàng bán giao nhà để cô chú anh chị mình vào ở luôn ha. Đấy, đối diện nhà là bức tường này. Ok ha. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng lên lầu nhé. Hiện tại trên lầu thì sẽ có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và có một ban công nhé. Rồi, đây sẽ là phòng ngủ đầu tiên này, có phòng vệ sinh ha. Phòng vệ sinh này, đầy đủ trang thiết bị này. Tiếp theo là phòng ngủ phía trước này. Đấy. Ban công ha, ban công trước nhà này. Mái che ha. Xung quanh nè. Hẻm trước nhà ha, 2,5 m nha. Đấy. Ok ha. Ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm có nhu cầu thì kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.